anh mặc áo xong thì ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Thôi em à, anh phải đến công ty vì có họp vào buổi sáng. Em dọn sẵn rồi. Đã bảo là anh không còn thời gian mà. Anh à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Em nấu món canh rêu mà anh thích đấy. Anh, may quá. Hôm nay bận rộn nhưng cũng ký xong mấy cái hợp đồng với đối tác rồi. Ừ, may mà có em hỗ trợ. Vậy anh thưởng cho em gì nào? À, hay là tối nay anh mời em đi ăn tối nhé. Tối nay ư? Ok em. Cô ấy thật đẹp, lại còn trẻ trung, thông minh nữa. Anh Hùng, anh Hùng, sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy? À không, tại em đẹp quá. Đã gần 12 giờ rồi cơ à. Anh về lâu chưa? Sao em không vào giường nằm lại ngồi đây ngủ thế hả? Em ngồi đây đợi anh về. Anh đã ăn gì chưa? Anh đi bàn công chuyện với đối tác. Em ăn chưa? Em chưa ăn. Lúc ngồi đợi anh thì ngủ quên mất. Em ăn đi, muộn quá rồi. Đói quá là đau dạ dày đấy. Em không sao mà. Anh à, sao giờ này anh vẫn chưa đến công ty vậy? Chết thật, đã 10 giờ sáng rồi. Anh đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng, em đã có một giấc mơ rất đẹp về anh đấy. Thôi nhé. Hẹn gặp lại em ở công ty sau. Anh ăn chút gì đi nhé. Thấy anh mệt mỏi nên em không đỡ đánh thức dậy. Em về quê gấp, bà nội của Bi bị ốm. Anh thu xếp công việc rồi về ngay. Đi đường anh nhớ lái xe cẩn thận nha. Mẹ con sao rồi hả bố? Mẹ con đỡ rồi. May quá, có cái Ngân vợ con nó nhanh nhẹn nhờ được thầy thuốc tốt về tận nhà để giúp mẹ con. Thế à? Bố mẹ thật tốt phước có được đứa con dâu như thế. Một mình nó lo liệu sắp xếp mọi việc bên cạnh mẹ con từ lúc về tới giờ, không dời nửa bước. Không hiểu sao hôm nay lại bị cắt điện thế này. Hùng, hai cha con mình ra ngoài sân uống nước, nói chuyện cho nó thoáng nha. Vâng, để con vào thắp cây nến cho sáng. Hùng, dạo này vợ chồng con có chuyện gì phải không? Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy? Mấy hôm nay bố cứ thấy vợ con nó buồn buồn. Có lúc ngồi chăm mẹ con, nó còn khóc nữa. Bố con, còn trót yêu say đắm một phụ nữ. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, thông minh. Trong lòng con rất dằn vặt. Con thấy có lỗi với vợ con. Thế bố hỏi, con hãy trả lời thật lòng. Con còn yêu vợ con không? Con cũng không biết nữa. Vợ con, cô ấy không có gì để chê trách. Vợ con khiến con rất cảm kích. Con rất mâu thuẫn. Vậy con trả lời xem, ngọn nến và vì sao kia, cái gì sáng hơn? Dạ, tất nhiên là ngọn nến sáng hơn ạ. Tại sao? Dạ, tại ngọn nến ở rất gần, ngay cạnh con. Còn ngôi sao kia chẳng biết sáng đến thế nào, nhưng nó rất xa xôi. Ánh sáng tới được chỗ này vô cùng yếu ớt. Đúng, những người phụ nữ bên cạnh con cũng vậy. Khi con cảm thấy yêu thương, để người đó bên cạnh con, để tâm nhìn ngắm người đó, con sẽ thấy người đó thật đẹp, thật tỏa sáng. Còn nếu con để họ ở thật xa như ngôi sao kia, thì con sẽ không cảm nhận được ánh sáng và vẻ đẹp của họ đâu. Hãy xác định ai là người quan trọng hơn trong cuộc đời con. Hãy tiến đến gần người ấy, trân trọng, yêu thương. Còn tình cảm say nắng một chút của con với cô gái trẻ kia, bố tin chắc rằng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, xa vời vợi mà thôi.
bố. Con à, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi lúc nọ lúc kia. Khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dần dần đi qua rồi á, con sẽ thấy mình cần biết bao là sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến nhau. Đó mới tạo thành gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải là những cảm xúc nhất thời đâu. Bố, con hiểu, con sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ con đâu bố ạ. À, đấy, cô ta đó. Bây giờ còn về ở hẳn trong nhà chú Mục rồi đấy. Có một đời chồng rồi mà còn đèo bồng trai tân, đúng là trơ trẽn. Trên đời này đúng là lắm trò cười mà. Mình ơi, tôi về rồi này. Mình sao vậy? Mình ơi, chúng ta đi khỏi đây đi. Người làng họ đều dè biểu thôi, nói tôi không ra gì. Tôi không thể sống ở đây thêm một giây phút nào nữa rồi. Thôi mà mình, thối đời ác miệng, mình chấp làm gì, hãy coi như không nghe thấy gì hết. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, đó mới là điều quan trọng. Ngày nào cũng phải nghe họ sầm sì to nhỏ về tôi, mỗi lời nói như cứa vào tim gan tôi vậy. Mình biết không? Tôi biết, nhưng chỉ cần không để ý, chúng ta có thể sống vui vẻ mà mình. Không, nếu mình không đi, tôi sẽ đi. Được rồi, chúng ta sẽ ra đi cùng nhau. Mình nói thật chứ. Mình ơi, mình lại tranh thủ xuống suối bắt cá đấy ư? Sao phải vất vả thế làm gì? Có gì ăn nấy. Vất vả gì đâu. Chuyển lên đây sống, mình đã quen chưa? Có buồn lắm không? Không, tôi quen rồi. Giờ chỉ có hai vợ chồng mình sống nương tựa vào nhau, không sợ ai nói ra nói vào nữa. Tôi mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay bán măng được giá hơn mình à. À, còn bán được ít lá thuốc nữa. Mai kia mình đem tiền xuống chợ mua vài bộ quần áo mới về mặc. Không cần đâu mình à. Ở trên núi có mỗi mình tôi với mình, quan trọng gì đâu. Mà tôi nghĩ mình cứ trên núi thế này mãi không được, cũng phải xuống núi đi chợ mua bán thứ nọ thứ kia, nó cũng đỡ buồn hơn. Mấy lần tôi cũng định xuống núi, nhưng núi thì cao, dốc treo leo, xuống được chân núi cũng mất cả ngày, rồi lại đi lên cả ngày nữa, đi làm sao được. Hay là mình chuyển nhà xuống dưới ở cùng dân làng, thế thì có khác nào ngày xưa. Về dưới ấy người làng lại xì xào, đàn bà như tôi thì họ chẳng coi ra gì. Kìa mình, tôi đã dặn là đừng đợi cơm tôi rồi mà. Mình nói hay chưa, nhà có hai vợ chồng, sớm hay muộn thì cũng phải cùng ăn chứ. Mà sao dạo này mình đi đâu, làm gì thường xuyên về muộn? Người đầy đất đá, chân tay thì say xước hết cả. Chỉ là đường xuống núi có mấy đoạn bị sụt lở đất cho nên mới bẩn vậy đó. Thôi mình vất vả cả ngày rồi, mau đi rửa tay rửa chân rồi còn ăn cơm kẻo đói. Ông ấy đi đâu tới giờ này chứ? Không biết có chuyện gì không? Mình! Mình ơi! Mình ơi! Mình! Hóa ra bao năm nay mình đi sớm về khuya, tay chân say xước, rớm máu là để làm những bậc thang này sao? Không sao mà mình, tôi làm những bậc thang này để mình lúc nào muốn có thể xuống núi, đi đây đi đó, chứ suốt ngày quanh quẩn trên núi chờ tôi về, khổ cho mình lắm. Người tôi đầy bùn đất, bẩn lắm mà. Mình, đời này tôi thật có phúc khi có được người chồng như mình, cảm ơn mình rất nhiều. Cả đời này tôi chỉ cần có mình ở bên cạnh thôi. Tôi sẽ làm tất cả để mình được sống vui vẻ, hạnh phúc. Thôi, sương xuống nhiều rồi, chúng ta trở về nhà thôi.
Gabi, em lại đau à? Mẹ ơi, mẹ lại đau à? Mẹ không khỏe một chút thôi con gái, mẹ không sao cả. À, con có biết mai là ngày gì không? Không ạ. Là ngày kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mặc váy cô dâu chứ? Tất nhiên rồi con à. Con sẽ đi tìm váy công chúa. Tự nhiên em thấy sợ quá. Hứa với em đừng để con bé biết chuyện nhé. Dạo này em đang khỏe lên đấy chứ. Nhìn em hồng hào lắm. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Nào cả nhà cười tươi nhé. 1, 2, 3. Đẹp rồi. Nhớ hồi mới cưới qua anh à. Bây giờ nhìn em già hơn anh lắm. Đâu có, em lúc nào cũng xinh đẹp. Thật đấy. Em nghỉ một lát, rồi tối mình ra ngoài ăn nhé. Ba nhìn con xinh chưa nè? Con lấy đâu ra bộ tóc này vậy? Con thấy nó ở dưới sàn. Mẹ ngủ say quá. Con thơm mà mẹ không biết gì hết. Gabi, Gabi, tỉnh lại đi Gabi. Chào bé con. Cô Tracy đến nè ba. Em đến rồi à? Con lại vội vĩnh cô làm bánh đúng không? Đâu có đâu ba. Cháu mang cất đi, rồi chúng ta cùng đi chơi nhé. Vâng ạ. Từ khi Gabi mất, nhờ em mà con bé vui hẳn lên. Còn anh thì sao? Liệu chúng ta... Tracy, anh vẫn chưa sẵn sàng. Gabi... Lại là Gabi. Thôi, anh đừng nói nữa. Bánh táo ngon tuyệt. Ngon như mẹ Gabi làm ấy ạ. Con gái, con có muốn cô Tracy sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương con không? Có ạ. Con rất thích cô Tracy. Cảm ơn cháu. Anh đi lấy xe đi. Hai cô cháu chuẩn bị đồ nhé. Cô ơi, cô lên phòng cháu đi. Đây là phòng sách của ba. Phòng cháu ngay bên cạnh. Cô tết tóc cho cháu nhé. Được rồi, cháu có nơi chứ. Trong ngăn kéo ấy ạ. Anh ấy vẫn giữ những bức ảnh của Gabi. Cô ơi. Ừ, đây, cô thấy nơ rồi. Em ở đây à? Xong rồi đấy, cháu sang phòng trước nhé. Vâng ạ. Anh vẫn giữ những kỷ vật của Gabi sao? Ờ, nếu như em không vui, em đừng xem nó nữa. Người mất cũng đã mất rồi. Nếu đón nhận em, anh có thể vì em mà quên những kỷ niệm xưa đi được không? Anh có nghĩ em sẽ buồn không? Anh chỉ nghĩ là Gabi cũng... Gabi, Gabi. Em đi đâu? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không muốn làm cái bóng của Gabi suốt đời. Chương trình Điều Ước Từ Trái Tim hôm nay xin chia sẻ ước mơ của một cô gái đã sang thế giới bên kia. Gửi Sam, khi anh nghe được những lời này, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi. Có lẽ anh đã chuẩn bị bắt đầu chặng đường mới. Em sẽ rất vui nếu thấy hai người hạnh phúc. Em muốn tặng hai người một kỳ nghỉ ở Abeirut, trang trại tuyệt đẹp cho các cặp tình nhân. Hy vọng anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào. Sam à, người đến sau luôn rất thiệt thòi. Anh hãy làm cho cô ấy vui và cười thật nhiều nhé. Đừng buồn về chuyện của em nữa. Trên thiên đường em rất ổn. Gửi bạn của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương cha con của Sam. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Cô gái có tên Gabi mong muốn người nhận có một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm, để trân trọng hơn từng giây phút được sống bên nhau. Anh Sam, anh Sam. Tracy, anh đang định đến chỗ em. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ghen với Gabi. Vừa nãy chương trình phát thanh, cô ấy... Giờ, Tracy à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Cảm ơn quý khách. Chào ông chủ.
Mình ơi! Kìa mình! Mình à! Tôi thấy không khỏe trong người, chân tay đau nhức. Hay là mình đưa tôi đi bệnh viện khám xem thế nào? Chân tay đau nhức thì chắc lại do cái bệnh thần kinh tọa của bà chứ gì. Việc gì phải khám, bà cứ đem cái đơn thuốc cũ ra tiệm mua thuốc về uống xem. Nhưng mà mấy hôm nay tôi đau hơn mọi lần. Nhưng mấy hôm nay đông khách quá, tôi không thể đóng cửa tiệm vàng mà đi được. Hay là bà tự gọi taxi mà đi khám đi, giờ đi lại cũng tiện, cần gì phải đi hai người cho nó lách cách vậy. Chào anh. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua vòng tay bằng ngọc. Có phải đeo vòng tay bằng ngọc, đeo đá thiên nhiên là tốt cho sức khỏe phải không? Đúng thế. Anh xem, đây là những vòng tay cẩm thạch, rất tốt cho vận khí, sức khỏe, có đủ mức giá cho anh chọn. Thế giá cả chúng thế nào, ông chủ? Đây là chiếc 4 triệu rưỡi nè, cũng rất đẹp mà giá cả phải chăng. Đẹp lắm. Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Tôi chỉ có 4 triệu. Không được, chúng tôi không bán mặt cả bao giờ. Đúng 4 triệu rưỡi. Vậy mai tôi sẽ quay lại mua nó. Ông chủ, tôi có đủ 4 triệu rưỡi rồi. Ông lấy cho tôi chiếc vòng hôm qua đi. Đây, đủ 4 triệu rưỡi của ông. Tiếc quá. Hôm qua còn lại một chiếc 4 triệu rưỡi thì lại bán mất rồi. Hay là anh lấy chiếc khác nha. Sao? Bán rồi ư? Chiếc này cũng đẹp lắm, giá 4 triệu 7. Chỉ đắt hơn cái kia một chút thôi. Chả giấu gì ông, tôi khó khăn lắm mới kiếm thêm được, thêm 500 ngàn cho đủ 4 triệu rưỡi. Giờ lại thiếu rồi. Ông chủ à, tôi đặt cọc lại số tiền này ở đây. Ông giữ lại chiếc vòng này lại cho tôi. Ngày mai có thêm 200 ngàn nữa, tôi sẽ quay lại lấy nó. Được rồi, tôi sẽ giữ nó lại cho anh. Ông chủ, sao anh bảo ngày mai mới quay lại cơ mà, giờ tôi lại đóng cửa rồi. May quá, hôm nay gặp được người thuê bốc vác từ trưa tới giờ, tôi kiếm đủ tiền rồi, làm sao tôi đợi đến mai được. Đây, thêm 200 ngàn nữa, ông cho tôi lấy cái vòng luôn nhé. Cuối cùng tôi cũng mua được rồi. Tôi chưa gặp vị khách nào lạ như ông, khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn, nhưng nhất quyết phải mua vòng ngọc về cho bằng được. Đấy là ông không biết, vợ tôi thích vòng ngọc lắm. Nhưng cả đời tôi chưa mua cho bà ấy được chiếc vòng nào. Dạo này bà ấy không được khỏe, nghe người ta nói đeo vòng ngọc tốt cho sức khỏe. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Thôi chào ông, tôi về, chắc là vợ tôi vui lắm đây. Cả đời bà ấy làm vợ tôi vất vả đã nhiều, một chiếc vòng ngọc này có đáng gì đâu, hả ông? Mình à, tình hình ra sao rồi? Bệnh viện đông quá, cũng chỉ chụp chiếu qua loa, vẫn kết luận là đau thần kinh tọa. Này mình à, mai tôi lái xe đưa mình lên bệnh viện chuyên khoa, nghe nói ở đấy khám rất kỹ, mà toàn giáo sư đầu ngành rất giỏi. Thế còn tiệm vàng, ông để cho ai? Mình không phải lo, đối với tôi, bà còn quý bằng vạn lần vàng ngọc ấy chứ. Mình hôm nay lạ thật. Lạ gì chứ, thôi, để tôi đỡ mình vào nghỉ ngơi. Trời ạ, công việc bù đầu, thật là mệt mỏi. Ồ, hoa hồng bạch đẹp quá, vợ mình thích nhất loại hoa này. Khi nào khá giả hơn, nhất định mình sẽ mua cho cô ấy thật nhiều hoa. Con anh à, anh nghỉ ngơi một lát rồi lao qua cái nhà hộ em nhé. Con làm đổ hết cả sữa ra rồi kìa. Để yên cho anh suy nghĩ nào, nhiều chuyện quá. Anh không làm việc thì lấy đâu ra tiền để sống chứ? Có tí sữa còn đổ ra cũng anh, em không lao được sao? Em ơi, cơm nước xong chưa?
anh đói bụng quá rồi nè. Mẹ ơi, chơi với con. Mẹ đang bận mà, con ra ngoài chơi với ba đi. Anh trông con giúp em, để em nấu nốt cơm nhé. Con không thích chơi với ba đâu, con thích mẹ thôi. Sao mà con ôm sòm ôm tỏi lên vậy? Mà em có mỗi bữa cơm mà mãi không xong là sao hả? Ngày nào cũng vậy. Ngày hôm sau, ở công ty căng thẳng, về đến nhà cũng căng thẳng. Thật là... Tâm ơi, hôm nay cuối tuần, đi làm cốc bia cho mát mẻ chứ. Đúng đấy, anh em phòng mình lâu lắm rồi không ngồi với nhau. Được. Mẹ ơi, bao giờ mới được thổi nến ạ? Chúng ta cần đi xem đài phun nước nữa mà. Để mẹ gọi cho ba, xem ba về đến đâu rồi. Anh ấy ở đâu thế không biết nữa. Thôi, mẹ con mình thổi nến trước, rồi mẹ sẽ đưa con đi xem đài phun nước nha. Ồ, thế còn ba ạ? Ba còn chưa xong việc. Ủa, bánh gato. Hôm nay là... Alo. Hả? Con có sao không? Mẹ ơi, mẹ. Cô ơi, vợ tôi. Chị nhà bị xe đâm. Cũng may có người đi đường đã đưa chị vào viện ngay. Họ nói gọi điện thoại cho anh mãi không được. Giờ thì anh đến rồi. Anh vào quầy hành chính hoàn tất thủ tục cho chị nhà nhé. Vâng, cảm ơn cô. Anh cho tôi mượn chứng minh thư. Cái gì thế nhỉ? Cuộc sống bộn bề lo toan khiến những lời nói yêu thương trong gia đình ta cứ dần ít đi. Nhưng em biết không phải vì thế mà yêu thương giữa chúng ta cũng ít đi. Vì anh và con là tất cả những gì em có, là tất cả những gì em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Anh à, em muốn nói cùng anh rất nhiều điều, nhưng có lẽ lời em nói được lúc này chỉ là: dù có mệt mỏi, hãy luôn cùng nhau vun đắp tổ ấm của chúng mình anh nhé. Ngày mai sinh nhật cô Tí, cả gia đình mình sẽ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm, ký ức đẹp cho con, được không anh? Bác sĩ, vợ tôi. Tai nạn chỉ khiến chị nhà bị thương nhẹ thôi, nhưng sức khỏe chị ấy có vẻ không tốt, có dấu hiệu suy nhược. Suy nhược? Đúng vậy, anh nên nhắc chị ấy giữ sức khỏe. Giờ chị ấy vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng anh và cháu có thể vào thăm được rồi. Em à, anh xin lỗi. Anh chỉ biết mải mê công việc mà không quan tâm đến con và em. Cứ để em một mình phải gánh vác, lo liệu. Anh thật là một người chồng tồi tệ. Em tỉnh rồi. Anh xin lỗi.